Welcome các bạn đã quay trở lại với kênh Uyên Quỳnh Cuộc Sống Mỹ hôm nay. Thì hôm nay là ngày đầu năm mới, Uyên Quỳnh xin chúc cho cả nhà chúng ta có một năm mới an khang thịnh vượng, phát tài phát lộc, vạn sự như ý. Và hôm nay chúng ta sẽ nghe chia sẻ tâm sự của một cô chủ khá xinh xắn. Khi đường hôn nhân của cô gặp rất là nhiều trắc trở, gian nan trong cuộc sống. Nào bây giờ chúng ta sẽ nghe chia sẻ của cô chủ dễ thương này nhé. Rồi, em chào chị nha. Rồi, chào em rồi. Chào tất cả khán giả nha. Mình tên là Nguyễn Thị Lan, sinh năm 1971. Mình là một người mẹ đơn thân, có một em bé gái 14 tuổi. Mình đang làm người cung tóc với nail luôn. Mình làm chung là một cô bạn, chung một tiệm. Mình ở Việt Nam, ở thôn Phú Quang, xã Bình Kiến, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. Mình muốn tìm một người bạn nửa đời còn lại, đàng hoàng trung thủy, biết yêu thương. Mình không phân biệt đẹp xấu, giàu nghèo. Dạ. Chị là hiện tại chị đang ngồi ở tiệm tóc luôn đó hả? Rồi, ok, chị đang ở tiệm luôn. Nhưng mà tiệm của chị đi về nhà xa không? Gần em, gần. Dạ. Rồi ngày mai ở bên đó là mùng 1 hả? Ngày mai là ngày 29 em. Ờ. Ngày mai 29 chị vẫn còn làm, chị làm tới tới gần giao thừa là chị mới nghỉ rồi. Nghỉ Tết rồi. Dạ. Tết chị nghỉ được mấy ngày? Tết chị nghỉ khoảng mùng 4 chị làm lại. Dạ. Chị làm công việc này được lâu chưa? Chị làm lâu rồi em, chị làm nghề đây lâu rồi. Dạ. Yeah. Ở đây bên em á, là nail này là nail mà tóc ở đây tóc, ở bên đây là chị làm tùm lum hết. Nail chị vẫn làm, tóc chị vẫn làm. Dạ. Chị là chị với chị bạn Hùng để mở cái tiệm này hả? Đúng rồi. Dạ. Yeah. Mở được lâu chưa chị? Chị cũng có chị cũng có một đứa em nhà chủ bác của chị nó ở bên nước ngoài, nó làm nail á. Dạ. Bữa nó có gửi hình cho em á. Ồ có hả? Sáng nay em cũng muốn nói với lại quý vị khán giả và chị luôn. Người nào tham gia chương trình đó thì phải liên lạc trực tiếp với em. Em có số phone hoặc là Facebook em mới liên lạc với người đó, tại vì cần phải làm video là làm cho chị chứ không có làm cho người kia. Cô kia có thể cho chị cái đường like rồi cái số phone hoặc là YouTube của em đó, hoặc là Facebook của em á, để chị liên lạc với em ha. Chị rồi chị nghĩ là ưu điểm của chị là gì? Ưu điểm của chị á là chị chọn chọn người ưu điểm của chị á hả? Uh-huh. Ưu điểm của chị á là cái tính của chị đúng không em? Đúng rồi chị. Chị á là rất là trực tính nha. Chị rất trực tính, rất trực tính, về rất là nóng tính, nhưng mà hết hồi thôi. Nhưng mà rất yêu thương nghe, biết yêu thương lắm, rồi sống rất là tình cảm. Dạ. Còn nhà chị là rất là siêng năng, là làm dữ lắm. Không biết ăn chơi rồi những người ta đâu. Là một năm á là chị nghỉ được mấy ngày lễ hả? Hay là Tết chị mới nghỉ thôi? Không, ngày lễ thì chị vẫn làm hết. Chỉ có Tết thì chị nghỉ được mấy ngày Tết à. Ngày mai này ngày 29 rồi đến mùng 1 chứ không có 30. Dạ. Nhưng mà chị làm tới gần tới giờ giao thừa chị mới nghỉ. Dạ. Ngày Tết. Chị rồi yếu điểm của chị là gì? Yếu điểm của chị á. Chị yếu điểm của chị là chị hay khóc. Đó. Nói tới là chị hay nghĩ lắm, chị hay khóc lắm. Yeah. Mà nói gì là xúc phạm với chị buồn buồn là nó nước mắt chị nó chảy ra. Chứ là hoặc là chị thấy một cái gì đó thấy tội nghiệp là nước mắt chị nó rơi ra. Dạ. Yeah. Con chị được bao nhiêu tuổi rồi chị? Con chị bé gái 14 tuổi em, năm nay là 15 tuổi nè. Tết thì được 15 tuổi. Chị được bao nhiêu đứa con? Một đi gái em. Dạ.
Chị với ông xã chia tay lâu chưa? 4 năm rồi em. 4 năm hả? Ông xã trước đây của chị làm công việc gì chị? Ông xã chị trước đây tài xế xe, tài xế xe tải á, chạy đường dài. Em hay thường nghe nói mấy người tài xế rất là đào hoa, chứ ông xã chị cũng trong danh sách đó hả? Ông xã chị á nè, chờ để chị nói cho em nghe. Ông xã chị á nè, ăn rồi nhậu nhẹt cờ bạc, bán nhà bán cửa hết, quýnh xưa đời bán nhà bán cửa hết. Mà chị nói là không nghe, chị nói là không nghe, chị góp ý kiến không. Bây giờ gia trưởng lắm, gia trưởng về mọi mặt, nhưng mà chị vẫn chấp nhận, chị vẫn chịu đựng ở tới mười mấy năm. Mà bây giờ đến mức độ này thì chị không thể nào mà chị chịu đựng nữa. Tại vì một cái vợ chồng là phải góp ý kiến với nhau. Mà chị nói đây là đâu, ảnh mua hết hồn chị, ảnh không có cho chị nói một cái gì nữa đó. Nói tới là né đổ đập được đánh chị rồi vậy á. Nên là mấy cái đó chị vẫn chịu đựng được, chị vẫn chịu đựng, chị sống như con được. Nhưng mà con cái là ảnh quýnh vai quýnh bạc, ảnh bán nhà bán xe tải xe đồ ảnh bán hết, nhà cửa rồi giờ ảnh bán hết. Bây giờ hai mẹ con chị rất là khổ. Hai mẹ con chị bây giờ chị vẫn lên chung là bạn chị đó, chị nuôi con, chị ảnh đâu có nuôi con đâu, ảnh đâu chu cấp nuôi con. Tết nhất đồ là không, bây giờ cha một ngày nào mua đồ cho con, mua ngã cho con cũng hỏi là con có đồ hay không, con là mẹ hết toàn bộ. Mẹ chị rất là thương con. Tại vì muốn bù đắp cho nó không? Từ khi mà ly dị đây, từ ai nói đi à, chị là con chị không quan tâm tới. Bây giờ hai mẹ con của chị là thuê nhà ở hay là có nhà ở? Hai mẹ con của chị là đang ở nhà cháu của chị. Nhà cháu chị là cháu ở kế á. Cha mẹ chị còn không? Sao em? Cha mẹ của chị còn không? Cha mẹ chị mất rồi, chị mới 14 tuổi à. Trời, ông bán nhà nhưng mà nếu mà chị không ký là ông đâu bán được chị phải không? Không, chị vẫn ký. Cũng như là ổng hung dữ quá, ổng hung dữ, ổng hành hung quá, chị vẫn chấp nhận. Chị bỏ đại khái là chị bỏ của chạy lấy ngươi, chị không cần tiếp tới tài sản, chị bỏ hết tất cả. Nhưng mà cái nhà đó nè, là chị mới lúc đầu là bán nhà trước là chị hy sinh. Chị hy sinh là lúc đó chị chưa có bỏ vợ chồng, mà chẳng lẽ ổng ổng đổ nợ, mà chẳng lẽ mình bỏ ổng thì mình sống vậy thì là mất tình nghĩa đi. Chị mới nói thôi, bây giờ ông nợ người ta nhiều quá, mẹ ông cái ông ăn chơi vậy là chị không có biết, ông lén lút chị không có biết, mà cái chị biết đây là ông đổ gần cái tỷ bạc. Xong rồi chị muốn nói là mẹ người ta tới nghe vậy biết rồi, chị chuyện mới thấy thì chị mới nói thôi, giờ bán cái nhà hy sinh, bán cái nhà để trả nợ. Bán nhà để trả nợ, còn chiếc xe tải thì làm ăn. Chiếc xe tải xong ông đi ngoài đường bán ngoài đường luôn. Xong chị hỏi ông là tiền chiếc xe tải đâu, ông kêu của ông nội ông ngoại mày hay sao mày hỏi. Xong đó ông nói chị nói được, nếu ông nói vậy thì ông đi ra khỏi nhà, tại đang ở ký nhà cháu chị nè. Nhà cháu chị là nó ở Sài Gòn, đến tới bây giờ một lần thì chị ở chị khỏi nhà luôn. Xong chị nói gì, chị cảm thấy ông sống với mình thiếu thành thật nhiều quá, mình hy sinh cho ông hết tất cả mà ông không biết, ông không biết thương vợ thương con. Xong đâu ông quậy chứ, ông quậy chị, ông quậy đập đổ đồ. Xong chị mời công an tới, mời công an tới. Xong công an nó hỏi là sao anh hành hung nhờ phụ nữ kiểu đó, anh gì anh còn đánh đập chị nữa, chị đi làm rồi chị lo cho con rồi vậy. Xong ông nói chứ, quýnh lại công an luôn vậy đó. Quýnh lại công an luôn. Xong một cái công an bắt ổng, nó bắt ổng xong nó phạt ổng 1 triệu mấy á. Nhà chị thì không ai dám nhúng tay vô hết. Nhà chị thì không ai dám nhúng tay vô, tại ông hung dữ quá. Chị thì bây giờ nói chung chung là chị rất là nghèo. Chị là chị ha, hai bàn tay trắng thôi, chị đi làm 40 con thôi. Chứ chị không thấy gì tất cả đó. Chị thấy một người á là chị không cần giàu nghèo nữa đi mà. Miễn sao biết ra em là em thương yêu mẹ con chị là được rồi. Chị không có phân biệt gì hết á, không có phân biệt giàu nghèo. Dạ, chị muốn người đó độ tuổi khoảng bao nhiêu không? Nè. Chị lấy tay con chị đeo cho nghe cho rõ nha, để xin đi chạy lại nha.
em chị á, con em chị nó ở với nước ngoài nó làm nghèo nè em à. Dạ. Nó mới nói là nó mới nói là đợi em tìm người cho chị qua đây, xong cái tự nhiên cái nó lên nó vô cái trang web của nó vô trang của em á. Nó gửi qua cho chị xong rồi đâu nó nói chị Lan ơi, đây nè, chị vô cái trang đây nè. À chị vô cái trang của Yên Quỳnh nè. Xong rồi chị nhảy vô, xong chị nhắn tin cho em. Chị có nghĩ mà là người mà chị muốn làm quen á, là anh ấy độ tuổi khoảng bao nhiêu không? Chị thích lớn tuổi chừng này, chị thích chừng đó. Lớn cỡ nào chị, khoảng bao nhiêu là giới hạn? Khoảng 6 mấy rồi cũng được em, 5 mấy cũng được, 6 mấy cũng được. Ngang tuổi với chị cũng được, mà trên là với chị cũng được. Dạ. Yeah. Thí dụ người đó hút thuốc uống rượu thì chị nghĩ như thế nào? Sao em? Thí dụ người đó hút thuốc uống rượu thì chị nghĩ như thế nào? Không, hút thuốc uống rượu thì bình thường, nhưng mà uống thì đừng có quậy vợ quậy con là được à, đừng có ăn nhậu bê bét thôi rồi được à. Dạ. Yeah. Xã trước đây của chị có hút thuốc uống rượu không? Ông xã của chị á hả? Dạ. Yeah. Bơm nhậu mà chị ưng gì chị bị nhầm mà, chị vẫn ở. Dạ. Yeah. Rồi con của chị á, có ủng hộ chị đi thêm bước nữa không? Con của chị nó có chịu chị đi thêm bước nữa hả? À hả. Có. Tại vì hồi lúc mà chị ly dị mẹ nó, chị mới nói là con phải thông cảm cho mẹ. Tại vì con biết sao mẹ bảo ba con không? Tại ba con quá hư đốn, làm khổ mẹ rất là nhiều, nhưng mà mẹ không có bỏ con, mẹ vẫn lo lắng cho con. Bây giờ mẹ thí dụ mà sau này mẹ gặp một cái người nào đó nữa, con có chấp nhận không, con có buông mẹ không? Nó nói không. Nó trả lời là không, con không có buông mẹ. Chị đã từng ẩm nó đi ngủ chỗ này, ngủ chỗ kia, ẩm rượt, ẩm đánh, ẩm đâu có cho chị ngủ trong nhà em. Ẩm gì à, ẩm say lên đọc đầu, ẩm quậy lên vậy á. Nó có cha ngủ, đóng cửa đâu lại, chị phải ẩm bé đi ngủ ké, ngủ đâu khổ lắm. Nói chung chung là chị không có muốn bỏ ổng, nhưng mà chị chấp nhận ở với ổng, nhưng mà giờ ổng quá rồi chị mới bỏ đó. Chị coi video của em lâu chưa? Mới nè, con em chị ở bên nước ngoài nó mới coi cái video của em á. Xong đâu cái nó đưa, nó gửi qua cho chị liền, nó nói nó có gửi hình chị em. Nhưng mà em trả lời là sợ nó là người môi giới vậy á. Thành ra là em mới nói là gặp trực tiếp em, thành ra nó mới đưa là cái file của em cho chị. Xong đâu nó gửi cái hai cái hình của cái anh nào đó đang nói chuyện với em á. Xong đâu nó gửi qua cho chị coi luôn, nó nói đây nè chị, chương trình đây nè, chị vô yêu hình ạ. Xong rồi chị đọc thì nói là em nhắn trong điện thoại nó báo là yêu hình mà YouTube á là mà chính tâm của là chính thức là của em. Mà yêu hình mà không có chịu YouTube á là sợ người lừa đảo đâu ạ, cái chị cũng sợ. Xong rồi chừng chị thấy cái chữ YouTube á chị nhảy vô mà không thôi. Dạ. Xong chị thấy cái tên của em. Yeah. Và chị mở của em chị coi nữa, chị mở em em đang quay video á, em nói chuyện á, chị có coi, chị coi trang web của em. Dạ. Vậy rồi chị có để ý được anh nào trên kênh của em không? Con em của chị á là nó gửi nó nói là chị Lan em coi trong hai anh có một anh mà vợ bỏ đi rồi ảnh như là em á là dắt vô quán vô một cái quán cà phê các thằng con em nữa. Rồi chị coi tiếp một cái clip này, cái anh kia là vợ anh chết mà nó anh vợ anh bệnh mà ảnh anh tắm rửa anh gội đầu anh bằng quần áo rồi nó mình khóc á. Xong rồi này nó hỏi chị là chị Lan hai anh đó chị chọn được anh nào? Tôi nói chứ sợ mấy anh không chịu chị vậy chứ. Chị chọn mà rủi mà anh không chịu chị. Nói chung chung là ai cũng được, ai cũng được, cái chị cũng không có kiếm chọn gì hết đó. Chiều cao của chị là bao nhiêu hả? Chiều cao của chị là 1m52. Dạ. Nặng là 53 cân. Rồi những lúc rảnh rỗi là chị thích làm công việc gì?
Chị là chị ở sáng nha. Sáng này bắt đầu là chị dậy là chị nấu cơm. Nấu cơm xong chị đỡ rồi nha. Đã cho bé tự ăn tự đi học rồi. Chị dỡ cơm ra tiệm là chở. Chở ngoài tiệm về tối chị mới về. Cho chị đâu hoa. Ở ngoài tiệm có khách cho chị làm không có thì chở chị bấm điện thoại chị chơi. Chị bấm chị coi những tin tức rồi em ạ. Dạ. Và cửa tiệm của chị mở từ mấy giờ tới mấy giờ? Cửa tiệm của chị hả? Cũng như là sáng chị dậy ha. Xong rồi chị nấu cơm. Nấu cơm xong lúc nào là chị ra lúc đó. Có nhiều khi 8 giờ, nhiều khi 8 rưỡi. Nhiều. Yeah. Chị nấu xong lúc này chị đi lúc đó liền. Rồi khi nào hết khách rồi đi về? À, khi nào hết khách chị đi về. Nhưng mà mùa dịch này chắc tiệm của chị bị ảnh hưởng nhiều hả? À, mùa dịch này thì làm nó cũng rai rai à. Yeah. Vắng hơi vắng, ừ, rai rai. Chị mặt bằng đó chị thuê nhiêu tháng? 1 triệu tháng em. Ồ, cũng rẻ quá hả? Gần chợ không chị? À, gần chợ. Nhưng mà nó nhỏ nhưng mà như này đủ làm được rồi. Đó mình làm cho mình đọc gửi đi đâu. Chị được có được mấy anh chị em? Nhà chị là 6 anh chị em. Ba trai ba gái. Yeah. Nhưng mà ba mẹ của chị mất từ hồi chị hồi mới 14 tuổi em. Wow, rồi ai nuôi chị tiếp? Anh chị em. Xong rồi là chị tự lập kháng sinh từ lúc mà ba mẹ chị mất luôn tới bây giờ luôn. Ba mẹ chị lý do vì sao mất? Bị bệnh hả? Ba mẹ chị bệnh, còn ba chị là bị tai biến. Chị có muốn một người làm quen với chị có tính lãng mạn không? Sao em nói sao chị nghe không rõ? Chị có muốn một người làm quen với chị có tính lãng mạn không? Lãng mạn thì ví dụ lãng mạn thì là chị thích, nhưng mà lãng mạn bây giờ coi là lãng mạn với người ngoài được rồi. Lãng mạn với giờ con chị rất thích chứ. Chị rất thích, nhưng mà đừng có lãng mạn là người phụ nữ khác là được rồi. Ok chị, em rất là vui nói chuyện với chị hôm nay nha. Em hy vọng sau video này sẽ tìm cho chị một nửa yêu thương ha. Chị có lời nào chào khán giả không? Rồi, cảm ơn em yêu nhiều nha. Chào khán giả giùm em ha. Chào khán giả nha.